À, nó dĩa con cá nè cả nhà thấy không, chuẩn bị nó qua tới đây nè, đó đó thấy chưa, mày gì hả mày, tiếp tiêu à, cá bự đó, cá bự đó thấy chưa. Xin chào cả nhà, hôm nay có một mình nghĩa bè cả nhà ơi. Nay thì nước nó chuyển kém rồi, nước trong rồi cả nhà. Tính là bữa nay rủ vợ ở bè để câu cá, nhưng mà vợ Nghĩa rủ hai chồng Thái đi về trên nhà chơi rồi. Con mình Nghĩa canh bè thôi. Giờ Nghĩa ra đây ngồi câu cá nâu cho cả nhà xem nha. Đây là mình câu cá ngoài sông nha cả nhà. Này là mấy cái lồng trống, mình không có nuôi. Còn cái lồng nào mà có lưới như vậy nè, đó. Mình mới có cá, mình thả cá trong đó mình nuôi. Còn mấy cái lồng như vậy là trống nha, mình câu ngoài sông nha. Nghe có cắm mấy kèn câu mái nữa nè. Cái này là để câu thời câu giận thôi. Mình câu bằng mồi bạch tuộc á, hên hên thì dính cá ngát. Còn giờ mình lại cái gốc này nè. Này nghe dọn ổ rồi. Hồi nãy có lấy con cá thả xuống thử nè. Nó ăn còn xương luôn luôn đó nha. Này có cá nâu lại rồi đó. Giờ nghe thả xuống dụ nó tiếp. Này mồi câu, cần câu. Vì bữa nay Nghĩa mới sắm cái này. Ê. Cái này là lưỡi lưỡi câu lưỡi lục nè cả nhà. Đó, mình sẽ móc cái con tôm ở trên đây. Xong rồi nó lại nó rỉa cái mình giật lên là mấy cái lưỡi dưới nó sẽ móc. Lưỡi này là lưỡi không có ngạnh nha. Kìa, Nghĩa vừa thả xuống mà nó lại nó đớp, cả nhà thấy giật 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 luôn rồi. Để nghe thử lấy tôm mình thả xuống nè. Vừa xuống là nghe nó rỉ rỉa là mình giật nha. Đó, trời ơi, cá nóc. Lưỡi câu này nó bén dữ lắm. Vì là cá nóc chứ không phải cá nâu. Không biết có cá nâu hay không. Thử lại. Rỉa. Ủa một bầy cá nóc luôn. Ủa rồi. Cá nóc không vậy. Ê cá nâu nè. Cá nâu nhỏ cả nhà ơi. Lưỡi câu này rất là lợi hại nha. Mà trước giờ nghĩ câu dính toàn cá nhỏ mà không thấy dính cá bự à. Giật méo miệng luôn nè. Lên hai con luôn, trời ơi. Cá nóc không. Nó cũng nấy như cái banh vậy. Chán ghê, câu mà đụng cá nóc nè. Phá mồi dữ dằn. Giục vô hên luôn. Thì đã giới chiều cho mình câu được bao nhiêu con. Xuống cái bu lại một cục. Bu lại một cục. Ê, cá nâu. Một con nâu rồi một con nóc nữa. Xuống cái là rỉa. Lưỡi này. Lưỡi này cá nhỏ là hốt hết. Nâu nhỏ nhỏ nhiều. Nó bu bày ở dưới á. Hai con luôn. Giật một lát chắc hết cá nóc luôn. Nóc đâu mà dữ. Chán ghê. Ê, 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 dính cá bự. Ồ, dính cá bự luôn cả nhà ơi, cá nâu bự. Có lý rồi nha. Vậy là cái lưỡi này câu được hết á cả nhà ơi. Ôi, ôi, to nè.
Nghĩ tưởng là chỉ giật được cá nhỏ thôi chứ bây giờ dính cá bự luôn. Lý rồi nha, cơ bộ ổn á. Gì á, ấy dính cá bự nữa. Ui đã rồi nha. Hai lưỡi luôn. Này, đóng hai lưỡi luôn cả nhà ơi. Có lý rồi nha. Kiếm ăn được á. Hai con. Ơi, dính cá bự nữa. Đó. Vẫn quấn vô rồi. Cờ lý nha. Nghĩa ngang có cá bự dưới đây mà. Đó. Rồi móc vô cái mang. Mập ú luôn. Câu cái này cho nhanh lẹ, cái kia giật giật mệt quá. Nè. Cứ bu vô đá là giật à. Nãy giờ chắc mình giật hết cá nóc luôn rồi đó. Nãy giờ không thấy con cá nóc nào luôn, toàn là cá nâu nó lại à. Mày, đó, thấy chưa? Cá nâu nó lại rồi. Cá nâu nó lại là cá nóc nó đi hả? Nó chạy vô trong cái dây đó, cái nó dướng. Cá cỡ này là ăn tốt luôn này, ngon luôn này. Bu vô đó, bu vô một con nâu nhỏ rớt luôn, vẫn còn ngồi tiếp. Đó, dữ nữa, ui cá bự luôn. Cái này dễ ăn rồi nha. Cà lý, cà lý. Ôi, đã chưa? Làm liên tục luôn cả nhà. Không rỉa nữa ta. Còn ngồi mà. Nhát rồi. Rỉa này à. Nó nhát đâu. Nó còn bu con cá đó mà. Trời ơi. Như một bầy luôn á. Cái gì á? Ôi, cá bự. Ú, trời ơi. Quá đã cả nhà ơi. Dính cá to luôn nè. Ôi, con này còn 3 lạng á. 3 lạng, 3 lạng rưỡi cả nhà. Ừ, móc xiên lỗ mũi luôn. Quá dữ. Ôi ôi. Vậy còn một bộ lưỡi này nữa. Ngày mai hai vợ chồng ra ngồi giật là sướng luôn nè. Nãy giờ con nghĩ giật nè. Có một chút à. Ngon ăn hơn mình câu lưỡi nhiều. Mày, ôi cá bự. Ê, ngon nha. Mới xảy con lụm lại liền.
lụm lại con bự hơn luôn. Ui, cả bàn tay luôn cả nhà ơi, sướng ghê. Giật mà trúng mấy con đó cảm giác cái tay nó nặng quăng luôn. Hết mồi chứ không nghe giật. Dĩa đi con, cá nóc. Nãy giờ mà vẫn chưa hết cá nóc. Đó, đó, đó. Bự rồi. Đó. Nghĩ nghe cái gì á, mạnh là nghĩ biết cá bự rồi. Đó. Lưỡi này giật chứ không có ngạnh cũng khó xảy lắm cả nhà. Móc xiên mỏ luôn. Cả nhà coi nó gì á, con cá này giật bạc luôn á. Rung. Có cá bự lại là nó đẩy luôn. Cá mập ghê không? Ú nù. Hay mua lưỡi này câu có lời rồi. Đỡ hao mồi nữa. Bình thường mà câu như đó cá chắc cũng tốn cả nửa ký tôm. Trời ơi, cá một hết luôn. Đĩa mạnh lắm. May gì hả mày? Vậy nghe nó đợi nó đĩa mạnh lắm à. Trời ơi. Sướng tay. Giật gì mới đã. Có nhiều con lại giật hết. Vô là lụm liền. Vô là lụm. Ai da. Chết, ai da, đau. Chơi mình luôn trời. Tưởng nó đâm chứ. Rồi rớt luôn rồi. Đây. Vừa bu vô giật là dính. Đó, cá bự đó. Cá bự đó. Thấy chưa? Chỉ nghe nó bay vô nó rỉa một cái rất là mạnh luôn. Mày hả bưởi. Tới cái thứ hai lần nghĩa đóng liền. Nó ăn giống như có nhịp vậy á. Nó bay vô đá cái nó bay cho ra. Ây da trời. Móc xiên cái lỗ mũi luôn. Mày hả bưởi. Con cỡ này chắc cũng khoảng tầm mà 250 gram á cả nhà ơi. Mập lắm nè. Ú ù luôn. Ngon nha. Cả ký hơn rồi đó, ký mấy rồi đó. Con gì ta? Sao nó cắn cái cục ngồi mình mau bể dưới đi. Mày hả mày, rỉa nó đi. Tao đem mày lên cái còn con nào ở dưới rỉa. Nó ăn hồi nãy giờ bụng luôn à. Bắt được thủ phạm. Cá cờ đó mà nó chịu rỉa mồi. Cục mồi nó làm dài cái nè. Thấy cục mồi teo ngắt rồi. Bể hết trơn. Còn không? Cá này thường nó đi bầy đông lắm. Đông lắm, thấy chưa? Nó đi bầy đông dữ lắm.
cá nhỏ nhỏ vậy đó, nó đi một bầy khi nó đi mấy chục con. Cho vô hết hai cái hụt. Ba cái là dính. Tới cái thứ ba là hết chạy. Mày quá tam ba bận rồi hả con? Nó ăn ghiền luôn á, nó bu nó cứ ăn. Nó ăn chừng nào dính đâu rồi. Kìa, nó lại nó ăn con cá nữa kìa. Con cá xong rồi qua đây. Mày, mày ăn con cá xong mày qua đây. Ôi lâu lâu mới được con bự. Vậy mới được chứ. Móc vô xiên cái mang luôn cả nha. Mặt ú. Con này bị thương nặng rồi, bị dính hai lưỡi luôn. Ôi. Mười mấy con luôn. Tiếp chiêu. Trước đi. Tiếp chiêu, trời ơi. Trời chỉ mưa tới gầm quá trời. Ghê. Mày gì mày? Tiếp chiêu. Ê, 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 cọng dây nào chơi kỳ vậy? Trời ơi. Nghĩa nghe nó đá rồi, Nghĩa biết có cá bự rồi. Tiếp chiêu, tiếp chiêu. Nó bay vô nó tiếp chiêu thiệt. Con này hơi ốm nha. Ốm cũng được, miễn bự là ok. Đó, thấy chưa? Ê, 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 ê. Chết tui rồi. Nghĩ nghe nó đĩa con cá mà, rất là mạnh luôn. Trời ơi, hên quá, rớt rồi. Nghĩ ra nó dĩa con cá bực bực là Nghĩa biết thế nào là trong vòng 3 giây là nó bay qua nó quất con tôm của Nghĩa liền. Lụm nó liền. Vô. Dựng cá quẹo luôn lưỡi vậy. Cốc cái dây à. Phải bẻ cho nó quảnh lên mới được. Ôi ôi. Hết nó con cá này cả nhà ơi. Ê lên. Ôi ôi. Chà bá luôn. Như bấm cái máy không kịp luôn đó nha. Ok nè. Nó móc vô đây cái. Móc lên trên cái bầy đây cái. Hết chạy luôn. Lâu lâu làm con sướng cái tay luôn đó nha. Câu mà cá cỡ này không chừng chục con là thấy cả 3 kg rồi. Cái lội lên ngển luôn đó nha. Bữa nay vô mánh luôn. Tính đâu ra câu chơi câu giải trí mà vô mánh luôn. Quá trời ông trời ông kéo mây nè cả nhà. Đen hết trơn luôn rồi. Kiểu này không biết thoát khỏi không đây. Chắc dính là cái chắc rồi. Ngồi câu chút nữa rồi.
đi vô rồi, dọn dẹp ba cái đồ cả nhà, để mưa tới rồi cả nhà. Ở chỗ Nghĩa thì còn mưa nhỏ nhỏ, còn cái khúc ở dưới màu màu kìa, mưa quá trời lớn ở dưới luôn. Thì để xuống đó nó cách chừng cây mấy, 2 cây số à, mà chỗ mưa nhiều chỗ mưa ít, ở dưới thì mù tịch luôn. Bữa nay mình câu cũng bộn đó cả nhà, cá bự bự không luôn nè. Con nào con lấy chà bá luôn, nghĩa là mấy con cá nhỏ ra nè, đem ra lồng mình thả. Cá nóc mà khóa thì cá nóc. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 con, 16 con, 16 con chứ trong này cả chục con cá nhỏ nữa nè. 16 con này để coi cái được không? Được 2,5 kg cả nhà ơi. Trừ rổ luôn là được 2,5 kg á. Giờ nghe để nguyên trong rổ luôn, ngâm vô nè, chút xíu nữa nghe đem đi lên chợ bán. Còn số cá nhỏ này mình sẽ thả xuống lồng nuôi tiếp. Và đến đây Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.